Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và các tháng còn lại của năm 2021, xem xét các đề án xây dựng pháp luật và một số vấn đề quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh, lây lan nhanh trên diện rộng từ đầu tháng 5 năm 2021, tiếp tục ảnh hưởng nặng nề sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội trong cả nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, nên đến nay, tình hình đã có chuyển biến tích cực, số ca lây nhiễm trong cộng đồng giảm. 9 tháng năm 2021, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được đảm bảo, nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đương là 1,42%, thị trường tiền tệ và tỷ giá ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, CPI chỉ tăng 1,82% so với cùng kỳ, thấp nhất từ năm 2016 đến nay. Tại tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng tăng 5,71%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,76%, thu ngân sách đạt trên 13.000 tỷ đồng, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công được trên 3.000 tỷ đồng, đạt 96,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 60% kế hoạch địa phương giao. Công tác phòng chống dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho biết thực hiện lộ trình chuyển hướng chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, ngành y tế đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các địa phương lấy ý kiến tới các cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn để nghiên cứu đóng góp bổ sung, đề xuất các giải pháp xây dựng, hướng dẫn phù hợp với điều kiện cụ thể thực tế hiện nay về phòng chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương, cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, củng cố phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, sẵn sàng tăng cường y tế lưu động, đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để dẫn đến quá tải hệ thống y tế và khủng hoảng y tế, hạn chế thấp nhất các ca tử vong do dịch bệnh. Từ yêu cầu công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội phải có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.